Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của trường đào tạo thẩm mỹ quốc tế NGK. Hay nếu các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh thì đây là một cái gương mặt quen thuộc. Cô là Thư Phạm, là giảng viên trực tiếp bộ môn nhân giảng dạy da liễu tại trường. Thì hôm nay tiếp tục sẽ trả lời những câu hỏi cho các bạn học viên. Thì một câu hỏi rất là dễ thương ha, tẩy da chết thường xuyên có bị sao không cô? Thì nếu mà các bạn đã hỏi câu hỏi này có nghĩa là các bạn đang có thể là chưa hiểu, hoặc là một cái người hướng dẫn cho các bạn họ chưa nắm cái vấn đề tẩy da chết thường xuyên sẽ làm mỏng da, sẽ làm mất đi những cái thứ gì mà tự nhiên, như là độ ẩm, như là hàng rào bảo vệ, như là hydrolipid, như là ceramide, những cái yếu tố giữ ẩm tự nhiên của làn da. Thì quay trở lại cái cơ chế sinh lý giải phẫu của làn da, biểu bì của mình có một cái hàng rào bảo vệ, thì đã gọi là hàng rào bảo vệ thì nó sẽ ngăn cản những cái tổn thương từ bên ngoài vào. Vậy thì mọi người hình dung đi, mọi người làm tổn thương cái hàng rào đó thì chúng ta sẽ dễ bị kích ứng bởi môi trường, dễ bị vi khuẩn tấn công ha, tấn công cả bên ngoài và bên trong. Và khi các bạn làm mất cái cân bằng độ ẩm trên da, làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ, cái lớp màng lipid, thì cái hệ vi sinh vật đang sống cộng sinh ở trên da, đang sống bình thường với một mật độ dân số bình thường, nó sẽ có cái cơ hội thuận lợi nó tăng sinh dân số lên. Lúc này mình sẽ có những cái rối loạn ngay tại những cái vị trí mà đang bị tổn thương, và sẽ dễ xuất hiện mụn trứng cá, dễ xuất hiện mụn kích ứng, những cái sẩn mụn, và có thể là xuất hiện những kích ứng xoay quanh cái thời tiết, giống như thời tiết đang chuyển từ nóng sang lạnh hanh khô như thế này. Và càng về sau những cái tháng tiếp theo nữa, cái thời tiết nó sẽ lạnh dần. Và khi chúng ta tổn thương hàng rào bảo vệ, mất độ ẩm thì sẽ dễ ngứa này, kích ứng này, bong chóc. Vậy thì như thế nào là tẩy da chết đúng cách? Mọi người cần phải nắm được cái quy trình thay da sinh lý tự nhiên của mọi người. Ví dụ một làn da bình thường có một cái chu kỳ thay da là 28 ngày. Vậy thì mỗi tuần chúng ta chỉ cần nên sử dụng tẩy da chết từ 1 đến 2 lần. Và tẩy da chết dạng nào chúng ta sử dụng, vật lý cũng được, hóa học cũng được. À, vật lý chúng ta sử dụng cái dạng cọ sát trên bề mặt, hóa học chúng ta sử dụng AHA đối với da khô, da thừa, BHA đối với da dầu mụn cũng được, nhưng mà cái tần suất của nó phải vừa phải. Và vừa rồi có một bạn học trò hỏi là BHA thì hãng khuyến cáo là sử dụng apply BHA lên không cần phải lau mặt lại, và cô giáo cũng có test cũng thấy là ok. Hồi xưa tới giờ mọi người luôn nghĩ là BHA mọi người apply lên xong người sẽ lau, thì sau này hãng người ta khuyến nghị là chúng ta để luôn một cái lớp mỏng BHA trên da như vậy, và chúng ta tiếp theo apply những cái sản phẩm khác lên cũng được ha. Trả lời luôn cho các bạn nếu mà đang thắc mắc những cách sử dụng của BHA Salicylic ha. Thì nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của cô giáo hay bổ ích thì các bạn thường xuyên đăng ký kênh đi, chúng ta sẽ nhận được những cái thông tin bổ ích hơn, và nhấn vào cái đường link bên dưới video để chúng ta